Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, ông bà ta có câu thương cho roi cho vọt. Ở một góc độ tích cực, nó cho thấy sự xử phạt yêu thương là một phương cách để giúp người khác nhận biết và chỉnh sửa lại những sai sót của mình. Mời quý vị cùng suy gẫm bài học Kinh Thánh hôm nay có đề tài Sửa phạt vì tình yêu, nương trên phân đoạn Kinh Thánh Jeremy chương 30 câu 11 đến câu 24, để nhận biết tình yêu cao sâu của Chúa dành ban cho mình qua những sự sửa phạt, nhằm giúp chúng ta ngày càng có nếp sống chuẩn mực đúng theo lời Chúa dạy. Đức Giê-hô-va phán: Vì ta ở cùng ngươi, đặng giải cứu ngươi, ta sẽ diệt hết các nước mà ta đã làm cho ngươi tan lạc trong đó. Nhưng ngươi thì ta không diệt hết, ta sẽ sửa phạt ngươi có chừng mực, song chẳng hề để cho ngươi khỏi hình phạt. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Vết thương ngươi không chữa được, dấu vết ngươi nặng lắm. Chẳng ai lấy cớ ngươi cầu thay để ngươi được ràng buộc, ngươi chẳng có thuốc chữa. Mọi kẻ yêu ngươi đã quên ngươi, không hỏi han ngươi. Vì ta đã đánh ngươi bị thương như kẻ thù đánh, sửa phạt ngươi như người hung ác sửa phạt. Bởi cớ sự gian ác ngươi dồn dập, tội lỗi ngươi thêm nhiều, sao ngươi kêu la vì vết thương mình, sự đau đớn ngươi không phương chữa? Ấy là vì cớ sự gian ác ngươi dồn dập, tội lỗi ngươi thêm nhiều, mà ta đã làm cho những sự này. Cho nên mọi kẻ nuốt ngươi sẽ bị nuốt, mọi kẻ đối địch ngươi, mỗi một người sẽ bị làm phu tù. Những kẻ bóc lột ngươi sẽ bị bóc lột, còn mọi kẻ cướp giật ngươi, ta cũng sẽ phó cho sự cướp giật. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ chữa lành thân thể ngươi và chữa vết thương ngươi, vì chúng đó đã gọi ngươi là kẻ bị bỏ, mà rằng ấy là Si-ôn, chẳng ai ngó ngàng đến. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ đem các nhà trại Gia-cốp trở về khỏi sự phu tù, ta sẽ thương xót chỗ ở nó, thành này sẽ xây lại trên gò nó. Cung điện sẽ có người ở như thuở xưa, sự tạ ơn và tiếng của kẻ reo vui sẽ ra từ chúng nó. Ta sẽ làm cho số chúng nó thêm nhiều ra, và chúng nó sẽ không kém đi. Ta cũng sẽ làm cho chúng nó vinh hiển, chẳng còn là thấp hèn. Con cái chúng nó sẽ y như ngày trước, hội chúng nó sẽ đứng vững trước mặt ta, và ta sẽ phạt mọi kẻ hiếp đáp chúng nó. Vua chúng nó sẽ ra từ trong chúng nó, quan cai sẽ ra từ giữa chúng nó. Ta sẽ khiến người lại gần, thì người sẽ đến gần ta. Vì ai đã có sự dạng dĩ đến gần ta? Đức Giê-hô-va phán vậy: Như vậy các ngươi sẽ làm dân ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi. Này, cơn bão của Đức Giê-hô-va, tức là cơn thạnh nộ của Ngài, đã phát ra. Một cơn bão lớn, nó sẽ phát ra trên đầu kẻ dữ. Sự nóng giận của Đức Giê-hô-va chẳng trở về cho đến chừng nào Ngài đã làm và đã trọn ý toan trong lòng Ngài. Trong những ngày sau rốt, các ngươi sẽ hiểu điều đó. Câu gốc của bài học: Ta sẽ sửa phạt ngươi có chừng mực, song chẳng hề để cho ngươi khỏi hình phạt. Câu 11 phần C bản truyền thống. Bản truyền thống Hiệu Đính chép như sau: Con sẽ không tránh khỏi hình phạt, nhưng ta sẽ sửa phạt con cách công minh. Câu hỏi suy gẫm: Tuyển dân Israel đang ở trong tình trạng như thế nào? Lúc này thái độ của những người từng yêu dân Chúa ra sao? Đức Chúa Trời sẽ làm điều gì cho dân Chúa sau khi Ngài sửa phạt họ? Chúng ta học biết điều gì về Đức Chúa Trời qua bài học hôm nay? Kính thưa quý vị, dân Chúa đang trong tình trạng vết thương ngươi không chữa được, dấu vết ngươi nặng lắm, câu 12, nhưng lại không nhận được sự cầu thay, sự chữa lành hay sự thăm viếng từ những người đã từng gắn bó với họ trước đây như là người yêu. Những đối tượng đó đã quên ngươi, không hỏi han ngươi, câu 14 phần A. Nhưng những vết thương dân Chúa đang phải đón nhận là từ sự sửa trị của Đức Giê-hô-va.
vì ta đã đánh ngươi bị thương như kẻ thù đánh, sửa phạt ngươi như người hung ác sửa phạt. Câu 14 phần B. Thì Ngài cũng chính là đấng sẽ thương xót họ, giải cứu họ trong lúc cùng khốn, chữa lành những vết thương đang đau nhức, đem họ trở về từ phu tù, xây dựng lại cơ sở, ban niềm vui mừng, gia tăng dân số, không còn phải sống cảnh hèn nhục, nhưng tràn đầy vinh hiển. Câu 17 đến câu 19. Đức Giê-hô-va phán rằng, con cháu của họ sẽ được phục hồi, như trước khi họ bị phu tù, họ vẫn được gọi là dân của Đức Chúa Trời. Câu 20 và câu 22. Cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va thực sự là điều vô cùng kinh khiếp cho dân Chúa. Không phải Đức Chúa Trời không thương xót họ, nhưng vì sự gian ác ngươi dồn dập, tội lỗi ngươi thêm nhiều. Câu 14 phần B. Cho nên Đức Giê-hô-va phải xử phạt họ. Chúa phán, họ sẽ không tránh khỏi hình phạt, nhưng sự xử phạt công minh của Chúa chỉ trong chừng mực, để họ nhận biết tội lỗi và sẽ được phục hồi ngay khi họ thực sự ăn năn. Điều này cho thấy, ngọn roi xử phạt của Đức Chúa Trời là ngọn roi yêu thương, bày tỏ tình yêu sâu sắc của Ngài dành cho tuyển dân Israel. Lúc họ trong hoạn nạn, cùng khốn, chính là lúc họ nhận biết rõ ràng nhất ai là người yêu thực sự đã yêu thương họ. Chúng ta thường cảm thấy dễ chịu và nghĩ mình được yêu thương khi nghe những lời nhẹ nhàng, êm tai, cho dù đó là những khi chúng ta đang đi trong đường sai trật, và cũng thường cảm thấy khó chịu khi nghe những lời chân thật về tình trạng tội lỗi của mình. Bài học hôm nay nhắc chúng ta, vì yêu nên Chúa sửa phạt để chúng ta trở nên tốt hơn. Hebrews chương 12, câu 4 đến câu 11. Như một bệnh nhân cần giải phẫu để được lành mạnh, sự sửa phạt của Chúa thật rất cần thiết để giúp chúng ta nhận biết mình đi sai hướng và không lún sâu vào con đường tội lỗi. Đó chính là sự sửa phạt vì yêu. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời kính yêu, con tạ ơn Chúa vì tình yêu tuyệt vời của Ngài luôn hướng con đến sự tốt lành, ngay cả những lúc Ngài cho phép hoạn nạn và dùng roi yêu thương sửa phạt để giúp con đạt đến sự trọn lành. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã từng cảm nhận tình yêu thương của Đức Chúa Trời khi Ngài sửa phạt và phục hồi mình như thế nào? Tình yêu Chúa thật tuyệt vời, giúp con hoàn thiện cuộc đời thánh nhân. Mỗi khi con bước lạc lầm, Chúa yêu sửa phạt vạn lần yêu thương. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.